Tôi đang ở một chế độ mà gọi là hangover, cái chế độ mà uống nhiều bia quá mà ngủ ít đó các bạn. Không, bây giờ tôi bị chết lát thì tôi đang thần kinh nó không ổn định xíu. Thì tình hình đó, hôm qua mình có đi đổi tiền thì nhiêu đây là khoảng chừng 8 triệu, là cỡ chừng 350 đô đó, một lũ rồi luôn đó. Về đổi chỉ 500 xài cho lẹ, đổi 100 xài bất tử luôn nguyên cọc về cùi luôn đó, mỗi tay luôn đó. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái tip mà khi mà Việt Nam mà muốn ở lâu á, đây 100 thôi. Sáng sớm á thì 20.000 cơm sườn, ô hai 20.000 bánh canh hủ tiếu gì đó, trưa 20.000 cơm sườn, tối 40.000 phở là 80, còn dư 20 đổ xăng là chỉ 5 đồng thôi. Chỉ cần 5 đồng thôi là bạn có thể sống tại Việt Nam một ngày, là có nghĩa là một tháng nếu mà ở nhà bóp giấy luôn á là khởi chừng 150 đô thôi, hiểu không? Đâu phải về Nam là một ăn chơi không đâu, về Nam tiết kiệm xíu đi. Ừ, kiệm lấy tiền á, lấy tiền nó mốt chết chôn heo luôn. Dân, welcome to cái showroom của tôi. Đồ đạc quăng tựa lộp vô luôn, chưa dọn luôn. Chỉ mới hôm qua chỉ mới mua được cái sào, làm mấy cái áo này lại. Hôm bữa đăng lên story chơi thôi, mấy bạn tưởng mình bán áo mà đâu bán áo, mấy cái áo này mình mặc không á. Thì mình plan như thế nào với cái phòng này? Thì cái phòng này mình sau này mình sẽ dọn nó gọn lại, đồ đạc thì lá hồi rảnh thì mình sẽ làm lại. Còn giày nó thì nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Thì mình có thể mình sẽ mua một cái kệ để cho nó gọn, chứ để gì cũng không được nữa. Travis Scott. Còn đây là mấy cái hộp dài của Báo Quan Văn Võ, em cũng biết quên rồi. Đó, vậy thôi. Đây là cái phòng sau này là soon to be showroom. Đây, hello. Lát họ đi giặt đồ nữa. Nè. Còn bây giờ tôi tắm với bạn cho nó lạnh nha. Khi mà mình mệt á, mà các bạn cố gắng ngủ á, thì nó càng mệt thêm á. Thì các bạn ráng dậy ăn uống gì đi cho nó khỏe. Rồi xong nó tiếp điều gì thì nó cũng mệt rồi đúng không? Sao thấy tắm ra là thần thái nó khác liền không, khác không? Ừ, tỉnh táo đẹp trai liền, cũng được 5 phút rồi thôi cũng phê nữa. Okay, mình là Anh Vũ, mình là Việt Kiều đến từ San Francisco. Dạ người mình không ở San Francisco, nhưng mà ở đây mình có Việt Kiều đến từ San Francisco. Ê. Hello. Đây, thêm hai đôi nữa. Đôi này tối hôm qua mang đi nhậu nè, Katrina, quá đẹp. Trời, bị nhỏ nào nó hung như vậy mà nó ra số màu đỏ trời. Không biết tối xỉn có suốt nhỏ nào không. Ok. Thì chắc lát họ sẽ đi mua cái kệ để lên cho nó đẹp đúng không? Thằng bữa ra hỏi 600 ngàn luôn. Đúng mắc luôn. Giờ tính nói gì quên mẹ này. Rồi không đi ăn, quên quên quên. Khoan khoan, thế nào cũng có cả mấy ông nội. Nãy coi cái clip mà cái khúc mà tắm ấy cũng hỏi à. Đây. Tại sao cái này có trong phòng tôi? Không, cái này của chị tôi để từ năm ngoái tới giờ tôi chưa đem đi rồi. Không phải của ai hết, của chị tôi. Tại xưa cái phòng này là của chị tôi. Bây giờ cái phòng này là của cậu tôi. Trở lại với chiếc cúp thần thánh. Má thì hôm qua xỉn quá. Đi gửi xe xong về ra quốc kia cột gãy luôn rồi. Thôi, đi ăn. Đi ăn sáng cũng đi cúp. Đi chơi cũng đi cúp luôn. Vậy á, về Nam đi cúp luôn. Thằng nào cười kệ. Mày chắc mày có tiền nhiều bằng tao không? Mà mày có tiền nhiều bằng tao mà cũng kệ mày luôn. Thì tao đói bụng tao đi ăn. Có cái xe đi là may lắm rồi. Thì ở đâu cũng vậy đó, khi bạn hangover các bạn phải ăn phở.
phở là biện pháp mà giúp cho cơ thể mình lấy lại sức khỏe lẽ nhất. Phở tái hai trứng. Thì tình hình tôi mới về thì cũng rất có nhiều người nhắn tin tôi giống như vậy, nhưng mà tôi xin lỗi các bạn là tôi không thể nào mà trả lời hết được hay là gặp hết tất cả mọi người chung một lúc được, thì thông cảm cho tôi. Thì có thời gian nếu có cơ hội các bạn ra đường gặp tôi thì chào tôi thôi. Giống như hôm qua tôi đi chơi, tôi gặp rất là nhiều bạn, thì có rất là nhiều bạn có cảm tình với tôi, thì tôi cũng cảm ơn các bạn. Nếu các bạn coi blog của tôi thì tôi cũng cảm ơn. Thì sau này thì hy vọng ra đường sẽ gặp được, giao lưu nhiều bạn hơn nữa. Rồi một mình là quốc tất cả luôn. Phở Việt Nam lúc nào cũng ngon, phở Mỹ á, tại nó có hương vị, không phải là nó thịt nhiều hay gì mà nó có hương vị quê hương, các bạn hiểu không? Đây, hai trứng, rau, đây là cái tiệm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tương vô. Tương ớt Mỹ, tương ớt Việt Nam là một dàn vật luôn các bạn, khác rất là nhiều. Tại khẩu vị hai bên nó khác nhau. Nãy đi ăn phở quên uống nước, thì cái chỗ mà nước mía mình quay hồi nãy là nước mía một trong những nước mía chùm Sài Gòn luôn, hứa các bạn luôn, không phải là mình nghĩ quay lót luôn. Chỗ này bán nước mía ngon nhất Sài Gòn luôn, đây là nước mía Phan Đình Phùng kế bên chợ Phú Nhuận. Thì ai vòng vòng đây cũng biết mình đang nói về nước mía gì rồi, thì các bạn nào mà bên nước ngoài về đâu thì cứ uống đi một lần, không ngon là kêu mình trả tiền lại luôn, mình trả tiền lại cho các bạn luôn. Thì bịch này nó là 20.000, bịch khổng lồ, còn có bình thường là loại ly 15.000, đây là bịch 20.000. Đã ngủ được một giấc nhẹ rồi, bây giờ mình sẽ đi cà phê và next stop. Thì ngủ được một giấc nhẹ rồi. Và cái địa điểm kế tiếp, địa điểm đầu tiên của mình đi quay vlog tại Việt Nam hôm nay sẽ là cà phê Ginja. Thì có một người bạn trên Facebook của mình rủ ra ngoài, thì một người bạn này cũng nói một năm mà mình không gặp. Thì đây sẽ là khách mời đầu tiên. Thì khách mời đầu tiên không tính những người trong gia đình mình, thì là khách mời đầu tiên của blog này. Và mình sẽ đi tới quán cà phê này để coi có gì vụng trọng. Hiệp xí mù đi uống cà phê. Hóa mưa luôn. Trời ơi xui dữ lắm. Đi cúp còn bị gặp mưa nữa. Kệ ngại chết bẩn, uống cà phê thôi. Đi thôi. Thì trời mưa xong rồi Sài Gòn như là con ong vỡ tổ nữa. Giao thông thì hỗn loạn tùm lum tà la hết. Thì hiện tại bây giờ mình đã đứng trước mặt cái cửa quán cà phê Ginja rồi. Thì cái khó khăn mà từ cái nhà mình mà di chuyển tới đây ấy, hay là cái đường từ nhà mình ở Phú Nhuận quận nhất mà qua đây là phải quay khá nhiều đoạn đường một chiều. Thì các bạn nào ở xa tới thì nên hỏi người ta đi hỏi đường đi, chứ đừng đi kiếm. Chứ đi kiếm là các bạn nhìn mấy cái Google Maps nó chỉ ra đường một chiều là lâu lắm mới tới được. Thì bây giờ mình đi vô và mình đợi bạn mình tới. Thì cái lý do mình tới cái chỗ này là tại cái chỗ này trang trí rất là đẹp các bạn, giống như là một cái vintage pagoda cổ, giống như một cái ngôi chùa cổ vậy đó. Thì mình không biết trong đây là có gì hết, thì mình tới đây mình chơi thôi bạn, mình đủ thì mình ra, thấy cũng đẹp. Ok, giờ bây giờ mình đi vô. Thì trước khi bước vô thì cái cổng này giống như là mấy cái cổng mà các bạn nào đi Nhật rồi thì giống cái cổng mà trong phim Your Name đồ á, thì nó giống là như vậy. Đẹp lắm, chỗ này chụp hình đẹp lắm. Còn mình không biết bên trong thì sao, thì bên trong là phải cởi giày đúng không? Dạ. Thì bên hông, đây bên hông là mấy chỗ ngồi ngoài thì không có cởi giày, cũng bình thường. Ủa, quán này mở được bao lâu rồi? Từ 28 tháng 7. Ủa là mới mở tức thì luôn hả? Wow. Nhỏ bạn ngủ gai giờ không thấy nó đâu luôn. Nhỏ bạn không, nó không có làm ở đây hiểu không, mà bạn ra ngủ thôi, mà tại trời mưa quá không có gì. Đợi mình đợi xíu đi. Dạ. Rồi cho cái menu luôn đi, để mình ngồi coi mình đợi luôn. Ngồi đấy được không? Được. Tự nhiên giờ muốn ngồi đâu cũng được. Cho mình coi bàn tay bạn đi. Là bạn tính làm đen hết luôn hả? Đúng rồi. Mà nó gan vậy ha. Tự làm, tự xử luôn mà. Tự làm luôn, tự xăm luôn. Trên mặt chỗ này cũng tự xăm mà. Trời ơi, ghê vậy. Đâu còn cái chân đâu, mượn coi cái chân đi. Bạn này nói bạn này tự xăm đó các bạn. Đẹp quá trời. Tôi cảm mình bị khùng mà. Không sao, cái này đâu có khùng đâu. Ai cũng khùng hết đó, ai cũng có cái khùng riêng của mình đó. Giờ cái menu
bạc xỉu. Đây là cái menu của chỗ này. Lấy cho cái cookie đá xay. Cookie đá xay. Dạ. Thì người ta nói về Việt Nam á, mà mấy đôi giày này thì nó thời tiết nó khó chịu lắm, như lại dơ, nó trời mưa nó, nhưng mà thật sự nếu bạn thích thì bạn mang thôi. Thời tiết nào bất cứ nơi đâu thì cũng phải mang giày hết á, thì cái đó đam mê của mình, hiểu không? Chứ đừng có nói được cái tại bị thì là thời tiết cái gì đó. Thích là mang thôi. Giờ thử các bạn, nhân vật ngủ mình tới. Mà tới nửa 40 phút sau mới tới rồi. Tên gì giới thiệu luôn đi. Anh gái bà đang xì gà, lần đầu tiên anh thấy ngoài đời luôn á. Ông ngoài sao nhìn bự quá ta. Em đi 36. Ngoài đời nhìn đúng bự luôn á, em để lên đây ơi. Trời, em sao mấy? 36. Trời, anh 4 mấy nhìn má bự vậy. Cái đó em mua nhiều không? 23 chít nữa. Wow, 23 mét. Dạ các bạn, đây là mua đồ. Ê, quên sợ. Đây là mua đồ. Giả của em ơi. Giá của bạn hả? Các bạn ở vô quán này cứ kiếm bạn này nha, mỗi tấm hình lấy 50 thôi, bảo đảm đẹp. 50 ngàn. Đây chụp một người đẹp đúng không? Hai người đâu đẹp đúng không? Hai người cũng đẹp, đây vô đi em chụp cho. Rồi ok, đấy hai người luôn. Thì trong đây có trò chơi mới nè, 20 ngàn cái. Nè cảm này chọi nè, 20 con sắp nữa. Con cái. Cần người huấn luyện không? Em huấn luyện cho anh đứng cho. Anh vô chỗ anh đứng cho em chọi. Rồi quất. Mạnh lên. Trời ơi bà nội ơi, bà chọi vừa dưới không, bà chọi dữ đi. Nữa hả? Ok vậy. Cho. Rồi xong. Rồi cầm tới anh nè. Rồi thôi 3 cái thôi. Nữa đi lần. Thôi được rồi, trời chi nhiều cũng vậy à. Ủa mấy cái này nó có ý nghĩa gì không mà bạn? Nếu mình ghét ai mình chửi rồi mình đập anh. À vậy hả? Vậy ghét bà già chưa cho tiền. Này này suối hả? Rồi cảm ơn. Rồi. Rồi làm đi. Trời ơi. Đây nè. Nhỏ này phá ghê á. Làm lại. Đó. Đây nè. Ý. Không xa. Hồi nãy tới đây luôn á. Đã rồi. Đó giờ hết gió rồi nè. Hết nhạc luôn rồi đó. Đó. Thích. Đẹp quá. Đẩy luôn. Thích. Đẩy sứa hả? Quá ghê. Rồi cảm ơn ạ. Dạ đây là cái view bên trong của cái quán, thì nó có hơi tối thôi nhưng mà rất là ảo diệu các bạn. Hình samurai đồ. Nhạc Nhật đồ. Như thiệt luôn, như bên Nhật luôn. Bên đây đẹp nè. Quán là lý tưởng ha, quán này bữa tối vui ha. Quán này bữa tối chơi nhạc gì, nhạc giống vậy thôi hay nhạc hip hop? Đồ ghê à. Ủa mà mấy giờ nó là mình đóng cửa? 24. Dạ. Rồi xong luôn. Như cái động luôn. Để điểm kế tiếp. Trời gì cưới nữa. Mệt là phi đá banh. Nè thấy không? Đủ số mấy giờ? Số 8 mà. Còn tí. Sổ luôn. Nó nói gì? Tê tê chạy đây sao? Ở đây. Rồi rồi rồi.
Và đây chúng tôi đang đi đến sân vận động Mỹ Đình của quận Phú Nhuận. Cái đủ mà lồn trước một cái gây thông quá lấy đồ. Và hôm nay tôi là cầu thủ nước ngoài được đá cho câu lạc bộ FC Cầu Kiệu. Vậy phải vậy. FC Quách Phương. Quách Phương à? Câu lạc bộ Quách Phương. Đồ má, tôi được đồ má chỉ nhượng tới giá là đồ má 200 ngàn Việt Nam. Kiểu sao đá banh đi. Ờ đây là sân đá banh. Đây là sân đá banh Mỹ Đình quận Phú Nhuận. Tôi đang đá cho câu lạc bộ Thanh Phương. Vừa nãy Quách Phương anh Phương. Tôi đâu Quách Phương. Phương giáo chủ, bây giờ là Phương giáo chủ, giám đốc câu lạc bộ. Ok. Rồi vô đã. Cái này có nhân tạo à. Má cỏ là té chạy chết mẹ luôn. Chạy giống mẹ đó. Không. Không. Chạy gì hết nữa. Té là lát. Đúng rồi, phải phỏng vấn tiếng hùng chứ. Ủa cái chiêu đãi chiêu gì vậy anh Tý? Chiêu đó là chiêu của Ronaldinho. Chân trái đặt qua chân thai là đá liền. Ai đưa lại cho tiếng hùng làm cái nè. Đủ rồi, nè thử đi. Thử đi làm cái. Nè giống nãy á. Ừ. Đúng. Đây là cầu thủ ngoại luôn, cũ nhập từ đậu má Campuchia. Người khổng lồ xanh, đậu má cầu thủ hụt U23 Việt Nam. Lồ má bị tao nó mẹ quá là sao ta? Căng cực rồi. Căng cực. Đồ má nhân vật bí hiểm nhất của ngày hôm nay. Naruto. Trên là lưới. Mấy cái đen là cao su. Để cho bám đường đúng không? Bám sân. Mang cái gì này nè, đi cái này bám vô. Sát mình mà một cái là bị mất hai thằng rồi đó. Nó lấy là mất hai thằng rồi đó. Nó đéo giờ chiều chiều liền á, nó phải lừa cái đậu má và đổi chiều cho địch. Ai quá? Đò. Má đéo giờ chuyện liền không? Nhóc. Đây, đủ má liền. Đủ quá. Anh Trung chửi rồi. Tao chửi nữa, chửi luôn ơi, đủ quá. Dạ anh. Rên đô. Bấm luôn. Đi nha, kia. Hai lẩu. Trời ơi. Má không lẻ thiệt chứ. Má Naruto chụp ghê. Nếu mà lũ xuống mà. Má nào tôi không kiến chụp ghê luôn. Yeah. Hai bộ chơi rất mạnh, sống suốt rồi. Trời, xong luôn. Nào đá được. Mới năng luôn đó. Hay quá. Ôi trời. Về nha, thiếu. Má vô cánh gà. Đục má đích ác thiệt. Ê. Đó, đó, đó đủ quá. Đưa hai tay đó đủ quá. Quay là vừa thấy được dắt tanh gà với tiếu. Chơi vui đó em ơi. Chơi cho bạn. Ừ. Chơi chung rồi, hát heo luôn, hát heo luôn, chơi chung luôn. Trả lời vậy thôi. Ba.
Và sau đây là câu chuyện bẩn bữa hài nhất hệ mặt trời, bắt đầu từ phòng massage. Đổ hết cái thùng nước vô mà vẫn không thấy, không thấy nó nóng. Ủa má đá giờ đổi. Cái mà đi về ấp chặt ra ứng ngay tại chỗ luôn. Tự nhiên giờ nói tới cái nghe mùi luôn ta. Nó không ai cái cảm giác cứ nghĩ mùi luôn. Cứ nghĩ là cái mùi trong hơi mà nó hành cái mùi nước đá luôn sao chịu nổi. Đúng mà. Còn có xíu à. Bia không mà, còn có xíu mà. Cái mùi bia, mùi tụ hứ nó trộn vô. Má ghê lắm. Đồ mấy kiểu xong hơi đứng đá vô đá luôn. Chờ đâu, đá xong rồi. Đứng giữa đá tao là đá vô đá là chỗ đầu ấy. Má đứng. Đá rồi đuổi mày ra luôn á. Đuổi mày đi ra luôn á. Đá là mấy cái ghế luôn. Ê ổn kìa. Đuổi mày đi ra luôn á. Đuổi mày đi ra đá rồi vào trong ơi luôn. Má chạy tiền. Đầu má lên xong rồi quậy vô nhà. Ủa bữa đó. Bữa đó là đi cuối. Đây vào trong ơi. Má mà bữa đó nhỏ nó sụt ra quá. Không, nó sụp da lẹo quá, cái lồng má cái dòng bê vô mà lồng má bị sụp rồi. Alo, alo là con của tao. Để đổ tụi mới chạy, chạy qua cửa hồn. Đi, 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 đổ tí, đổ tí. Đổ lẹo hơn. Xong rồi đổ là con kêu, mà con anh đéo bú, con là bú. Vui, bú, vui. Đụ má bạn nhỏ bên mình á, nó biết. Đụ má nhỏ bên tao, nó đẹp như sao á. Cười đâu, quá ghê. Đụ má vừa vô phòng, nó giả bộ, nó thấy mình đang nằm không? Nó nhấp mình. Nó biết nó đẹp, nó nhấp mình vừa vô cái nó thấy mình ngồi vậy mình nhìn nó à, em lộn vòng ơi không lộn em vô má vừa vô cái nó kêu để em kiểm tra cái hàng Việt Nam hay hàng Mỹ đồ má còn cạc sọc bắn luôn đúng chào đúng còn cặn ô má đúng đúng còn cặn luôn má cũng là tồn tồn phải lồn cái gái nó nói thế nè đâu bú rồi đấy rồi đi má mà đi gồm vô giống đụng má ngoại giao thì xin bú đụng lắm chạy cái hùng hay lắm đụng má ngoại giao rồi nếu bao giờ đừng gọi đầm kế tí hùng nó hoài đụ miệng lột nó hoài luôn có đầu mũi có mũi luôn má họ nhỏ nhỏ luôn tay bú ghê lắm lột mắt rồi bú chịu bú luôn cái lột quá ghê cái lột trời vô đây mà không có bú lên vô làm gì trong lúc lâm la anh cứ biết đi đây là vậy anh cũng tự làm cũng được vậy đúng không em mới làm khác anh nhà tự làm mày sao tới tới đâu lúc la mày sao tới bú luôn má ơi nếu là cần cái bú á đậu với bê với đậu cái kia tay cho khổ đi lâu ngày không xài bú rồi đậu xài tay thua luôn ba bố thầy vô tiệm nó xa khổ mới ôm mà lâu lâu tao bố mình không với ai đâu mà nó khoe rồi một giờ rồi giờ đúng 5 phút sau đó thì cái nhà đó cái nhà mà tụi mình ngồi trước á gọi công an lại đuổi tụi mình luôn cười ồn quá. Ok và hẹn các bạn vào blog thì sao và đừng quên là follow trên Facebook và Instagram là Andy Vũ 167 không có dấu và cảm ơn các bạn hẹn gặp lại.